Chào mừng mọi người đến với kênh của Kiều Diễm Vlog. Mình sẽ giới thiệu đến mọi người món vịt quay tứ vị. Đúng như tên gọi của món vịt quay này thì vịt có 4 vị khác nhau và màu sắc của vịt cũng có 4 màu tùy vào nguyên liệu ướp bên ngoài của nó. Đây là món vịt có nguồn gốc từ một quán vịt ở miền Tây sáng tạo nên và trở thành một món phổ biến ở miền Nam. Hầu như thực khách thử qua vịt kiểu này thì đều gật gù khen ngon và đánh giá cao. Vịt này được tẩm ướp với lại 4 loại gia vị, đó là vị mật ong, mè, ớt và than tre, tạo nên vị đặc trưng của nó để mỗi người ăn sẽ thưởng thức mỗi vị khác nhau, có nên một cô sở thích riêng của mỗi người. Quay tứ vị cũng rất đặc sắc là phần thịt bên trong rất là thơm ngọt, mềm nhưng không nhão, bên ngoài do vịt vàng ống nhưng rất giòn ngon, thấm đậm vị ướp. Khi ăn kèm với rau dưa chấm với nước vịt pha chế chuẩn công thức thì khỏi phải bàn. Nhắc đến món vịt quay đặc sắc nhất thì vịt quay kiểu tứ vị cũng xếp hàng top. Ngoài tên gọi là hương vị ngon khó tả thì màu sắc vịt cũng vô cùng bắt mắt, vì thế có tên là vịt tứ vị. Đây là món rất phổ biến ở Sóc Trăng và sau này được lan rộng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng thì mọi người hãy nên thử qua món này nhé. Và địa chỉ của những quán có món này ngon mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.